Vâng thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Ngô Minh Huy, có một sáng tác rất hay của Sĩ Đan, Một trái tim, một tình yêu. Nhắc về chủ đề tình yêu, thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi chàng lãng tử, gọi là có cái phong cách đại hàn này, thì trong tình yêu em là một người như thế nào? Em là một có người... Có mạnh mẽ không hay là cũng là một người rất là yếu đuối trong tình yêu? Trong tình yêu không, em là người rất yếu sao? Đuối thì em không có yếu đuối đâu. Okay. Nhưng mà mạnh mẽ cũng em cũng không phải là quá mạnh mẽ. Thì em là giống như một cái sự trung hòa. Và em... là người chung thủy. Ok. Cái đó là quan trọng nhất trong tình yêu. Và em thấy là em là điểm mạnh trong điểm đó. Oh wow, tức là yêu ai là yêu hết mình phải không? Dạ đúng rồi. Mà nếu khi hết yêu rồi có bỏ nhiệt tình. Yêu là như ngày yêu cuối. Nhưng mà tới khi mà thấy cảm thấy người đó không xứng đáng với mình nữa thì em sẵn sàng dứt bỏ. Bỏ mà bỏ có bị khổ đau nhiều không? Thì bỏ tức, có bị lụy chắc chắn là không? Khi mình yêu là mình phải khi chia tay là mình phải khổ đau. Nhưng mà nhưng mình cũng chỉ có cho những một người, trong cũng một có cái những thời người gian. Khi mà họ có cái tính rất là hay, tức là họ yêu yêu nhiệt tình, nhưng khi mà họ đã dứt khoát không còn tình yêu nữa thì họ bỏ cũng rất là nhanh, và họ không cho phép mình đau buồn quá lâu. Thường thường mà mỗi lần mà khi mà cái chuyện tình nó chấm dứt thì em sẽ buồn khoảng bao lâu? Em cho mình trong một tháng thôi. Dài vậy luôn á hả? Một tháng là nhanh rồi. Ồ vậy hả? Ồ vậy thì là em nhanh hơn anh rồi đó. Chứ còn em lâu hơn anh. Anh mà mỗi lần mà khi mà một cuộc tình mà đã đến lúc mà một hồi kết đã đến á, thì thật ra anh chỉ cho phép mình buồn một tuần thôi. Ồ, nhanh dữ. Bởi vì mình thấy là khi mình buồn nó mới ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm. Dạ đúng rồi. Mình buồn mới ảnh hưởng tới cái trí lực của mình, tới cái suy nghĩ của mình, tới cái công việc của mình. Mình không có tập trung được làm cái gì hết. Cho nên là yêu thì anh cũng giống em, tức là khi đã yêu là anh yêu hết lòng. Yêu hết mình. Nhưng mà khi là anh đã thôi là anh cũng thôi nhiệt tình luôn và không có lưu luyến nhiều. Cái cá tính của em như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là một Ngô Minh Huy rất trung tình. Cho nên âm nhạc của Ngô Minh Huy cũng có cái gì đó nó cảm giác là hơi an toàn phải không? Dạ đúng rồi, cái, em cũng cảm cái gì mà trung tình thì thường thường nó sẽ làm người ta cảm giác là nó an toàn thì nó sẽ hơi có một chút nhàm chán. Mình khoan nói về vấn đề tình cảm, đời sống, mình nói về âm nhạc thôi. Nếu như âm nhạc, Ngô Minh Huy có nghĩ là rằng là nếu như mà mình cứ tiếp tục đi cái con đường như vậy, mình cứ hát những cái dòng nhạc như vậy thì tuổi thanh xuân qua đi rồi thì mình sẽ bị phí mất, bởi vì khi mà chúng ta chưa thử cố gắng mình ở một cái lĩnh vực mạnh nhất để mình chạm đến gọi là cái ngọn núi, cái đỉnh cao của cái sự mong đợi đó, thì một cái tuổi thanh xuân nó trôi qua rồi mình sẽ rất là hối tiếc. Em đã bao giờ suy nghĩ là mình nên nhìn lại để mình chọn lại cái dòng nhạc để phù hợp hơn với đại đa số khán giả không? Em cũng đã nhận thấy được cái điều đó và rút ra được cái những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Từ khi qua đây thì em đã bắt đầu dẹp bớt cái tôi của mình xuống và em có thể bắt đầu hát những ca khúc khác với cái sở trường của mình nhiều hơn. Giống như ở trên San Jose thì bây giờ em bắt đầu hát những ca khúc mà chiều lòng khán giả chứ không phải là chiều cho bản thân mình nữa. Cái đó thì Hùng biết. Và em có thể hát những ca khúc sôi động hơn của những cái dòng nhạc khác, dòng nhạc trẻ hơn, dòng nhạc techno, nhạc rumba, dòng nhạc bossa nova, cha 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 gì đó. Thì bây giờ em có thể cảm thấy là em có thể hoàn thiện mình hơn tại vì em có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Và thật vẫn ra em vẫn cái môi trường bên hải ngoại nó làm cho mình phải cố gắng nhiều hơn, phát triển mình hơn. Nhiều khi mình có phải thay đổi nhiều cái dòng nhạc để phù hợp hơn với cái sự yêu thích của khán giả. Và đặc biệt ở bên môi trường hải ngoại thì chỉ có club, bar là mình diễn thường xuyên được thôi. Còn lại là những cái casino hay là những cái đài nhạc hội thì lâu lâu mới có một vài cái. Cho nên là thường thường là sau này qua hải ngoại mình hát nhạc tour nhiều. Đúng không? Cảm giác mình tập được nhiều bài hơn, mình biết được nhiều dòng nhạc hơn, và lúc đó mình cảm thấy mình cũng thực sự mình thích những ca khúc đó chứ không phải không. Lúc đặc biệt là cái môi trường bên hải ngoại thì nó làm cho mình có sự tôi luyện hơn. Bởi vì tất cả những cái sân khấu bên hải ngoại đều phải hát live. We all là phải sing live hết đúng không? Và live không band, ai được lead tất cả. Cho nên là nó làm cho mình có sự rèn luyện đúng không? Có sự tôi luyện hơn. Đến bây giờ thì Ngô Minh Huy đã đi hát bao nhiêu năm rồi? Đi hát chuyên nghiệp thì khoảng vài năm trở lại đây thôi. Còn lúc đó thì em chỉ hát phòng trà và những cà phê ca nhạc hoặc là những hội sinh viên gì đó. Thì em đến Mỹ năm nào? Em đến Mỹ vào cuối năm 2015. Cuối? Ồ, vậy là em cũng mới qua. Dạ, chưa được 2 năm. Ồ, em mới qua thôi. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ em đang sinh sống tại San Jose. Dạ, đúng rồi. Em cảm thấy cái môi trường văn nghệ ở San Jose ra sao? Môi trường văn nghệ San Jose thì cũng giống như là so sánh giữa Đà Nẵng và Sài Gòn ở Việt Nam mình. Nó trầm lắng hơn phải không? San Jose thì nó buồn, nó không có sôi động giống như ở miền Nam California. Thì nó cũng có những club nhưng mà không có cái quy mô, nó không có được hoành tráng giống như ở miền Nam Cali. Và những có đài truyền hình cũng talk show nó cũng không có nhiều, không có được may mắn để ngồi những cái talk show giống như khách mời âm nhạc hôm nay. Và em cảm thấy là tương lai em
có thể sẽ về miền Nam. Em đang sắp xếp những cái công việc hay là những cái trong công việc riêng của mình, xong rồi để em ổn định xong em sẽ xuống đây để. Thật ra thì miền Nam California người ta gọi là giống như là mảnh đất hứa. Yeah. Ở nơi đây có rất nhiều những người Việt sinh sống, bên cạnh đó thì cái văn nghệ, nếu như mà những ai mà thực sự đam mê ca hát thì có lẽ phải về miền Nam California. Yeah. Và chính cái nơi này sẽ có rất nhiều những cơ hội để những tiếng hát tỏa sáng. Chúng tôi có rất nhiều các đài truyền hình, rồi có rất rất nhiều những cái chương trình ca nhạc được tổ chức. Thì với Ngô Minh Huy là một trong tiếng hát mà cá nhân Hùng đã gặp em rất nhiều. Hùng đã thấy đây là một trong những chàng ca sĩ nói ít nhưng mà đã hát là hát, hát bằng tất cả cái trái tim nóng của mình. Hùng đã thấy Ngô Minh Huy hát mà trong một cái dịp mà chúng ta hát ở cái festival hình như mùa hè hay là cái gì đó, đúng không nhỉ? Mùa hè mùa đông ta? Mùa Tết đúng không? Festival đúng không? Yeah. Trong một cái thời tiết rất lạnh nhưng mà khi đã lên sân khấu rồi thì gần như các nghệ sĩ giống như Ngô Minh Huy là thăng hoa. Yeah. Và xuống một cái thì lại lạnh co ro vô, phải đi chùm cái show đó chúng ta diễn chung với nhau đúng không? Rồi. Rất là lạnh đúng không? Yeah. Nhiều khi người ta nói là nghệ sĩ mình đôi khi mình cũng phải tự thích nghi và rất nhiều những cái môi trường, những cái hoàn cảnh. Có những cái lúc á thì em có tin là trong nghề này mình làm nghề mình phải tin tổ nghiệp đúng không? Nhiều khi mình ở dưới mình ho sụ mà mình lên sân khấu một cái tự nhiên mình cầu nguyện và mình cái lòng mình khao khát thì mình lại hát được, xong xuống lại ho như thường. Đã bao giờ em gặp phải trường hợp như vậy chưa? Dạ, rất nhiều lần. Vậy luôn hả? Mà em nghĩ là không chỉ trong nghề của chúng ta mà bất cứ các ngành nghề nào khác mà khi chúng ta làm bằng cái tâm, bằng hết con tim mình thì chắc chắn cái ơn trên hay là tổ nghiệp của cái nghề đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong đó. Nói nôm na thì thật ra tổ nghiệp là những người đi trước, là bậc tiền nhân đi trước và đã khai sáng ra cái ngành nghệ thuật này. Và chúng ta là những người đi sau thì chúng ta, cái việc mà chúng ta nhớ tới tổ nghiệp cũng giống như một cái cách để mình biết ơn với những người đi trước. Đúng không? Những người đã khai sáng, đã dọn đường để chúng ta có được một cái mảnh đất màu mỡ. Thì vừa rồi là một tin rất vui, biết đâu được một ngày không xa thì miền Nam California chúng ta sẽ lại chào đón ca sĩ Ngô Minh Huy đến với làng văn nghệ của miền Nam California. Lúc đó thì chắc chắn rồi khách mời âm nhạc, khách của Lưu Việt Hùng hay là Việt Maxim sẽ có rất nhiều các chương trình để chào đón Ngô Minh Huy, một trong tiếng hát mà cá nhân Hùng rất là yêu mến. Tuy nhiên đúng là chúng ta, mỗi người chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ. Cho nên là mình nếu như được mình hãy làm cái gì đó để mình cái tuổi trẻ mà nó trôi qua và mình có một cái thành tựu gì đó để mình không hối tiếc. Không hối tiếc. Đúng không? Chứ nếu như hãy cứ giữ cái sự an toàn, cái sự thủy chung cho tình yêu đời thường. Còn âm nhạc chúng ta cần một chút nổi loạn. Chúng ta cần một chút phá cách, làm mới mình đúng không? Với một chàng trai hiền lành và một cái diện mạo mà Hàn Quốc như vậy mà cứ êm đềm nhẹ nhàng với những bản tình ca gọi là đi vào năm tháng á, thì nó sẽ hơi phí, thực sự là hơi phí. Mình cần có những bản ballad du vào lòng người hay những cái bản top hit nhạc trẻ để khán giả trẻ họ đến gần với mình hơn. Họ cảm nhận mình một cái gì đó gần gũi hơn. Chứ bây giờ mà em lên sân khấu với diện mạo Hàn Quốc như vậy mà em lên em hát những cái bài như là Nỗi Lòng Người Đi này kia thì cảm giác nó bị nó không có cái gì đó nó, người già thì người ta lại thấy là hình như còn hơi non mà người trẻ cái thấy là hơi xa đúng không? Đúng, nó hơi thiếu một chút sự gần gũi. Nhưng mà những cái dịp mà được diễn chung với Ngô Minh Huy thì mình thấy là rõ ràng là Ngô Minh Huy đang thay đổi, đang thích nghi. Và như Ngô Minh Huy đã nói thì anh ấy là một người cái tôi khá lớn. Tức là Ngô Minh Huy chỉ hát những cái gì mà Ngô Minh Huy cảm thấy thích trước đã rồi bắt đầu mới tính sau đúng không? Thì thôi bây giờ thì lại để ngắt cái cuộc trò chuyện ở đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp tiếng hát của Ngô Minh Huy. Có một sáng tác rất hay. Ca khúc này sẽ thấy một Ngô Minh Huy trẻ trung hơn, lãng tử hơn và đời hơn. Chuyện của tôi, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Xin mời. Thời gian đổi dần và anh chỉ còn riêng mình em.
khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai ấy thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chôn bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Vầng tay ôm sóng biển tròn đầy cát mãi mãi ôm mơ tình em. Và đây anh luôn cứ mang tình em hơn. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai ấy thế em trong giấc mơ. Hay băng giá cũng không làm anh chôn bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa yêu người cả đắm say, có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai ấy thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chôn bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé.